ra giao lưu cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Thì với một ca khúc thì thầm với dòng sông, Thanh Hương xin được trân trọng gửi tặng đến toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nghe. Và hãy dành cho Thanh Hương những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất được không ạ? Xin mời. Xin mời.
và chương trình ca nhạc. Ngay sau đây thì xin nhường lại cho ban tổ chức để chúng ta sẽ tiếp tục mời tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay bước lên phía trên để cùng giao lưu và gửi tặng đến tất cả quý vị với một trong những ca khúc mà toàn thể quý vị yêu thích nhất. Xin nhiệt thành cảm ơn rất nhiều.